Thơ thứ ba của Giăng. Trưởng lão Đạt cho Gai Úc là người yêu dấu mà tôi thật yêu thương. Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thịnh vượng trong mọi sự và được khỏe mạnh phần xác anh cũng như đã được thịnh vượng về phần linh hồn anh vậy. Vì tôi rất lấy làm vui vẻ mà thấy anh em đến đây làm chứng về anh yêu mến lẽ thật và về cách anh làm theo lẽ thật ấy là thế nào. Tôi nghe con cái tôi làm theo lẽ thật thì không còn có sự gì vui mừng hơn nữa. Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh ăn ở trung tín trong mọi điều làm cho các anh em và cũng cho các anh em ở trọ nữa. Các anh em đã làm chứng về sự nhân từ của anh ở trước mặt hội thánh. Anh sẽ giúp đỡ sự đi đường cho các anh em một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời thì tốt lắm. Ấy vì danh Đức Chúa Giêsu Christ mà các anh em ra đi và không nhận lãnh vật chi của người ngoại hết. Chúng ta cũng nên tiếp đãi những người thể ấy, hầu cho chúng ta với họ đồng làm việc cho lẽ thật. Tôi đã viết mấy chữ cho hội thánh rồi, nhưng Doi Trep là kẻ ưng đứng đầu hội thánh không muốn tiếp rước chúng ta. Cho nên, nếu tôi đến, tôi sẽ bới việc xấu người làm, là lấy lời thuận độc ác mà nghịch cùng chúng ta. Điều đó còn chưa đủ, người lại không tiếp rước anh em nữa. Mà ai muốn tiếp rước, thì người ngăn trở và đuổi ra khỏi hội thánh. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ bắt chước điều dữ, nhưng bắt chước điều lành. Ai làm điều lành là thuộc về Đức Chúa Trời, còn kẻ làm điều dữ chẳng hề thấy Đức Chúa Trời. Mọi người đều làm chứng tốt cho Demetrius, và chính lẽ thật cũng làm chứng cho. Chúng tôi cũng làm chứng riêng cho người. Anh biết rằng lời chứng của chúng tôi là hiệp với lẽ thật. Tôi còn nhiều điều muốn viết cho anh, nhưng không muốn viết bằng mực và bút. Tôi ước ao tới thăm anh cho sớm và chúng ta sẽ đối mặt nói chuyện với nhau. Nguyện xin sự bình an ở với anh. Các bạn hữu chào thăm anh. Hãy chào thăm các bạn hữu theo đích danh từng người.